Bố không muốn con với bạn trai thể hiện cái chuyện yêu đương giận dỗi nhau ở cổng ngõ. Hàng xóm láng giềng người ta nhìn thấy người ta đánh giá chứ. Mà đi đâu về muộn thế? Con đi làm ạ. Còn việc của con với anh Khánh, mặc dù không phải lỗi của con, nhưng mà con cũng xin rút kinh nghiệm ạ. Ở trên tạp chí có cái việc gì mà giờ này mới về? Bố muốn biết dạo này con làm việc trên tạp chí thế nào. Việc con làm ở tạp chí, con cũng định nói với bố để cho bố biết là... Con nói đi. Thật ra là... Sao? Trang về rồi à? Sao về muộn thế con? Nghe bà. Đi về bố. Mai bố con mình nói chuyện sau. Chào bà chưa? Chào bà. Con về mẹ. Hai bố con về nhá. Một cái bộ quyền. Vào ăn cơm không đói? Vâng ạ. Bình thường cháu nó có về muộn thế này không ạ? Nó có nói là đi làm thêm ở đâu không ạ? Chứ còn ở tạp chí thì chỉ 5 giờ người ta đã nghỉ rồi. Chắc là con bé dở việc, cũng sắp về thôi. Buổi sáng nó có dậy sớm đi làm không mày? Có. Nó để đồng hồ báo thức, mẹ đi tập thể dục về, lại gọi nó dậy lần nữa, nó đi làm đúng giờ lắm. Mẹ cố gắng đôn đốc cháu giúp con. Con gái làm việc cơ quan đoàn thể, ổn định là tốt con ạ. Con chỉ sợ không vào được thôi. Chứ còn thi đỗ ở đấy thì quá mỹ mãn rồi. Nhưng mẹ cũng hơi băn khoăn là không biết cái công việc đấy có hợp ý với con Trang không. Hợp ý hay không chỉ là sự ngụy biện này. Nó càng bướng bỉnh, càng muốn tự do, con càng muốn gò nó vào một cái công ăn việc làm ổn định. Chứ còn cứ để đi đêm về hôm, rồi là những cái mối quan hệ phức tạp thì rất dễ dẫn đến chuyện hư hỏng mẹ. Mẹ hiểu, nhưng mà con cũng nên nói chuyện thẳng thắn với con bé, rồi phân tích cho nó hiểu. Nhưng mà cũng đừng áp đặt quá con ạ. Vâng. Chị Xoài này, dọn chưa xong đã về rồi. Con phải gọi điện nhắc nhở mới được. Cái Xoài ấy tính nó dở dở ương ương, nhớ nhớ quên quên. Nhưng mà cũng phải lỗi tại mình nó đâu. Sáng nhá, nó chạy sang bên này làm hàng, trưa lại chạy về cơm nước cho ông bà, thế rồi chiều lại chạy về bên kia cơm nước. Một mình nó làm sao cho xuể. Chắc còn phải thuê thêm người. Nhưng bây giờ tìm người ưng ý nó khó lắm mẹ. Tìm người làm bây giờ khó lắm. Mà cả con nữa đấy nhá, phải thu xếp công việc đi mà nghỉ ngơi. Chứ vừa đi làm lại vừa bán hàng, rồi còn lo đối nội đối ngoại. Mẹ lo đấy. Anh Hiếu đi làm về cũng phụ con thêm mà mẹ. Làm như mẹ đẻ nó ra mẹ không biết tính nó ấy. Con biết rồi. Có gì để con thu xếp. Tạm thời bây giờ cứ thế đã. Bao giờ có cửa hàng mới thì con tính tiếp. Hôm trước ấy, nó nói với mẹ là nó định nói với ông tổng biên tập xin cho cái Trang và làm hợp đồng dài hạn ở tạp chí. Không biết nó đã nói với con chưa? Dạ nhà con có nói ạ. Nhưng mà cái việc này con nghĩ phải bàn thêm. Chứ nhìn tình hình Trang có vẻ nó chưa thích làm ở đấy ạ. Lần này mẹ thấy thằng Hiếu nó nói có lý đấy. Hay là con thử nói chuyện với con Trang rồi phân tích cho nó hiểu. Có khi nó nghe lời con hơn là bố nói. Vâng, để con nói chuyện thêm với cháu ạ. Con chào bố ạ. Ô đấy, bố nó về rồi ấy. Dạ. Hiếu về đây ở con. Trang à, cô bảo này, cái việc xét tuyển vào hợp đồng dài hạn của con ấy, bố nói với bà rồi. Vừa có nghe bà nói chuyện thì có vẻ cũng đồng tình ủng hộ với ý kiến của bố. Con xem thế nào lựa nhá. Vâng, con cũng muốn nói chuyện rõ với bố chứ cứ giấu như này con thấy cũng không ổn. Xin chào cô. Thế nhá. Vâng.